chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức nóng nhất liên quan đến lùm xùm mua bán biệt thự cũ với giá bạc tỷ tại Hà Nội. Mới nhất, thông tin được báo chí đăng tải rằng các biệt thự cũ này có giá chào lên đến 500 triệu đồng một mét vuông đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Vậy thực hư câu chuyện biệt thự xây dựng trên đất vàng Hà Nội được sao bán với giá bao nhiêu? Sự thật phía sau những lời đồn đoán này là gì? Mời quý vị cùng theo dõi. Có hay không việc công ty bán với giá 500 triệu đồng một mét vuông? Trả lời với báo Tuổi trẻ khi được hỏi về việc một số thông tin cho rằng Hà Nội đang bán các căn biệt thự với mức giá cao trên trời, có nơi bán gần 500 triệu đồng một mét vuông, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội khẳng định không có chuyện thành phố bán với mức giá cao như vậy. Trước đây giá bán biệt thự cao nhất chỉ hơn 4 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, kể từ năm 2013, giá biệt thự áp dụng theo Nghị định 34 2013 bán theo khung giá ban hành hàng năm nên giá sẽ cao hơn ngày xưa. Ngoài ra, giá cả của các căn biệt thự cũng tùy thuộc theo các tuyến phố được quy định rất rõ ràng trong bản giá theo khu vực của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và phụ thuộc vào chế độ miễn giảm của người mua. Điều này lý giải tại sao giá bán các khu biệt thự cũ lại có sự chênh lệch lớn như vậy việc bán với giá 500 triệu đồng một mét vuông chỉ xảy ra khi người dân chuyển nhượng nhà cho người khác. Khi mua nhà và không có nhu cầu sử dụng thì pháp luật cho phép chủ được chuyển nhượng, bán lại cho người khác với mức giá do hai bên thỏa thuận dân sự. Điều này không liên quan đến công ty mua bán trước đó. Việc xen lẫn các căn biệt thự sở hữu tư nhân và nhà nước khiến công tác chỉnh trang bảo trì gặp rất nhiều bất lợi. Việc bán mua quản lý 600 biệt thự cũ này trước đây như thế nào? Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố đang quản lý 1.216 biệt thự, chia thành 3 nhóm 1, 2, 3. Trong đó có 600 biệt thự danh mục được bán theo quyết định 4734 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 14 tháng 9 năm 2009, 599 căn và bổ sung thêm một biệt thự tại khu tập thể Vĩnh Hồ trước đây. Những biệt thự này do công ty trách nhiệm hữu hạn MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý về việc cho thuê nhà ở. Phó Giám đốc Xây dựng Hà Nội Mạc Đình Minh cho biết, 600 biệt thự thuộc danh mục được bán hiện có sự sở hữu đan xen giữa nhà nước với những phần diện tích chưa bán và tư nhân với phần diện tích đã bán. Trong đó có 5.686 hộ, bao gồm cả hợp đồng thuê do công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Quản lý và Phát triển Hà Nội ký trực tiếp với các bộ. Đến thời điểm này, thành phố đã được bán 4.973 hộ, hiện nay còn 713 hộ tương đương với 713 hợp đồng. Giá biệt thự cũ được tính thế nào? Theo báo Lao động, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cho hay, 600 biệt thự cũ này là những biệt thự có nhiều hộ gia đình ở, được cho thuê từ nhiều năm trước. Việc bán các căn biệt thự đã được thực hiện từ nhiều năm nay, nhiều hộ đã mua nhà và được cấp sổ đỏ. Ông Nguyễn Tiến Dũng, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cho biết Việc bán 600 biệt thự không phải bán nguyên cả biệt thự, mà bán từng phần diện tích các hộ đang có hợp đồng thuê ở. Diện tích sử dụng các hộ thường nhỏ, khu sử dụng chung đã xuống cấp. Lý giải về giá bán biệt thự, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội nói rằng, Giá bán biệt thự cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo các quy định của nhà nước. Theo đó, giá bán nhà ở cũ được tính bao gồm tiền nhà và tiền sử dụng đất liên quan tới việc sửa chữa quản lý những biệt thự sau khi đã được bán. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội cho biết, các biệt thự khi được bán đều đã được phân nhóm quản lý. Biệt thự nào cần bảo tồn, biệt thự nào cần được cải tạo sửa chữa, biệt thự nào được phép cải tạo, sửa chữa lớn đều có trong danh mục theo phân nhóm. Đối với nhà đã bán việc làm thủ tục cấp phép xây dựng thuộc quản lý của chính quyền địa phương. Vì sao chính quyền quyết định dân bán 600 căn biệt thự cổ? Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ký ban hành quyết định về giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng các biệt thự công được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 trong đó nêu rõ nhằm tạo nguồn vốn để cải tạo chỉnh trang tái thiết khu nội đô lịch sử đối với các công trình nhà cổ, biệt thự cũ, các công trình kiến trúc khác. Thành phố sẽ thực hiện bán 600 biệt thự cũ thuộc danh mục được bán, thuộc sở hữu nhà nước. Đang bán dở trang theo quy định của luật nhà ở năm 2014 và các nghị định liên quan. Động thái này được chính quyền lý giải nhằm tạo lập nguồn vốn để thực hiện việc cải tạo chỉnh trang, tái thiết khu nội đô lịch sử đối với các công trình nhà cổ, biệt thự cũ, các công trình kiến trúc khác, thể hiện trong quyết định về giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng các biệt thự công được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ký ban hành. Tuy nhiên, Thông tin tại buổi họp báo diễn ra chiều ngày 19 tháng 4 về công tác quản lý sử dụng các biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ông Trương Việt Dũng, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết thành phố sẽ tạm dừng bán 600 căn biệt thự cũ để ra soát tổng thể cũng như có báo cáo chi tiết cụ thể tới các cấp có thẩm quyền. Ông cho biết, sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin kịp thời tới các cơ quan báo chí truyền thông một cách rõ ràng cụ thể, trong đó bao gồm những vấn đề dư luận quan tâm như việc quản lý quỹ nhà còn trống, cách thức vận hành, cách thức bán quản lý, vân vân. Những biệt thự cũ ở Hà Nội không có nhiều nên câu chuyện bán mua này được sự quan tâm của dư luận các biệt thự cũ chủ yếu được xây dựng trước năm 1954 theo kiến trúc kiểu Pháp hoặc kết hợp kiến trúc phương Tây và Á Đông. Phân loại giá bán các biệt thự theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Mạc Đình Minh, hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có 1.216 biệt thự được phân loại về sở hữu quản lý, trong đó 367 biệt thự thuộc sở hữu nhà nước, gồm 177 biệt thự nhóm 1, 131 biệt thự nhóm 2, 59 biệt thự nhóm 3. Có 732 biệt thự thuộc sở hữu hỗn hợp giữa nhà nước với các hộ dân hoặc giữa các hộ dân với nhau và 117 biệt thự thuộc sở hữu tư nhân. Đại diện Sở xây dựng ông Mạc Đình Minh nhấn mạnh thêm, thành phố không phải rộng rãi cho mọi đối tượng mà bán cho các đối tượng đang sử dụng ổn định, có hợp đồng thuê nhà và được phân phối nhà từ trước đây. Về nguyên tắc bán, theo trình tự và quy định của Nghị định 61, Nghị định 99 và Nghị định 30, mỗi một vị trí có một cách tính theo vị trí của từng hợp đồng, không có giá chung cho tất cả. Liên quan tới công tác bảo tồn các biệt thự, theo ông Minh, Hà Nội đã có quyết định thành lập hội đồng thẩm định và tổ công tác liên ngành giúp hội đồng thẩm định ra soát danh mục biệt thự. Trong đó, hội đồng thẩm định gồm Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, các thành viên gồm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban một số quận có biệt thự, vân vân. Ông Mạc Đình Minh nhấn mạnh thêm, tại quyết định năm 2, Hà Nội đã quy định rất rõ cách thức bảo tồn biệt thự nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. Còn theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban thành phố, hiện liên ngành đang tiến hành ra soát để điều chỉnh quy định năm 2 nhằm giúp công tác bảo tồn quản lý biệt thự đi vào đề nếp. Việc tạm dừng bán các biệt thự cũ tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền địa phương tiến hành ra soát tổng thể nhằm kiểm tra giám định chất lượng các căn biệt thự, ổn định công tác bảo tồn, quản lý các căn biệt thự tại thủ đô. Đây đồng thời cũng là lời nhắc nhở cho các địa phương khác trong công tác quản lý mua bán biệt thự cũ. thông tin về việc mua bán các căn biệt thự cũ trên địa bàn thành phố hà nội sẽ được chúng tôi cập nhật thêm cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi những chương trình của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại